mắc nhiều chứng bệnh về tim mạch, hở van tim do tăng huyết áp, phình động mạch chủ, mệt mỏi triền miên kèm đau thắt ngực. Anh Nguyễn Phúc Thành chỉ ước mơ có đủ sức khỏe để đi làm và đỡ đần vợ con các công việc gia đình. Có lẽ ước mơ đó của anh sẽ không thể trở thành hiện thực nếu anh không sớm biết đến thực phẩm chức năng Ít Tâm Khang để hỗ trợ điều trị. Cái bệnh tim của tôi đó bị phát giác là năm 2013. Tới thời buổi hiện nay đó thì tôi bị mắc thứ nhất là hở van tim ba lá 1/4 và phì động mạch chủ và huyết áp áp cao và hạ đường huyết, thì nó mệt mỏi rất nhiều và đồng thời ngủ, nói chung ra ngủ không có ngon giấc, là ngủ chập chờn, nó không có được khỏe khoắn. Nếu mà đi tập thể dục á là chừng 500 thước á là tôi thấy nó đuối người rồi, bắt đầu nó mệt, cũng nằm trên nệm, nhưng mà cái gối á chặn sau lưng, nó dạng mình chặn sau lưng nè, mình nằm gì đó mệt lắm á, cứ mình đâu có ngủ quen đâu, cứ vậy nè, con mắt cứ mở hoài đó. Từ cái lúc mình không ngủ được thì nó mới ảnh hưởng tới cái trái tim nó, rồi từ từ đó, tôi mới uống thuốc ngủ để cho nó cải thiện cho mình ngủ, mà ngủ không được, hỏi chị ngủ rồi cái qua sáng mình cũng ngủ chập chờn, vậy qua sáng mai mệt đó. Rồi chị biết cái tôi ròng rã, tôi chịu mấy tháng trời, người tôi lúc đó nó chỉ biết không phải như vậy đâu, cái này nhờ Ít Tâm Khang đó. Rồi chị biết tôi bị nó ốm mà nó gầy, nó xanh xao lắm. Hồi xưa đó là tôi leo cầu thang á, thì thay vì nó mới thí dụ đi 12 bậc thì tôi phải nghỉ cái bậc thứ 6, rồi bắt đầu nghỉ khoảng 5-10 phút sau tôi mới lên cái bậc trên. Rồi thì còn đi bộ á, thì đi bộ là không có nhiều được. Mỗi lần mà nó bị mệt một cái, chị biết là nó sức mồ hôi đầu ra, và đồng thời cái tay trái làm như là nó muốn liệt, và đồng thời nó đau từ chỗ này nè, nó đau lên cuống họng, mà nó mà ngồi mà người tôi phải là vừa nửa nằm nửa ngồi như vậy nè đó, mà người nó mới từ khoảng cỡ đâu 3 phút sau nó mới người nó khỏe lại. Thì tôi đang uống thuốc tây là Vactaren, với lại nói chung ra có một viên gì đó thuốc giảm đông máu gì đó, thì nói chung ra người nó cũng không có được cải thiện mấy, không có khỏe. Trong lúc đang hoang mang với tình trạng sức khỏe, anh Thành nhớ đến thực phẩm chức năng Ít Tâm Khang. Trước đây đã từng mua cho em trai cũng bị mắc bệnh tim, uống thấy đỡ nên anh bắt đầu mua về sử dụng. Uống đến hộp thứ 9, sức khỏe của anh đã được cải thiện rõ rệt. Theo cảm nhận của anh, chuyển biến tới 80%. Đùng cái thằng em tôi nó cũng bị hẹp van tim. Đồng thời tình cờ tôi coi cái tờ báo á, mà không biết báo gì tôi quên rồi, thì nói là Ít Tâm Khang là trị được, cải thiện được là bệnh tim, là hỗ trợ là tim cho nó khỏe bình thường lại. Thì nó bắt đầu lúc đó tôi mới mua là Ít Tâm Khang cho thằng em tôi uống trước. Năm ngoái là năm 2016 đó, tôi có trực nhớ lại là mình có mua Ít Tâm Khang cho thằng em uống, tại sao mình không biết mua mình uống đấy, thì cho nên tôi mới về nhà tôi mới mua. Đồng thời tôi mới coi xong cái tờ rơi đó, mới trong đó đó mới ghi là uống sao, thì tôi bắt chước đó và tôi uống một ngày là 4 viên, sáng 2 chiều 2. Tôi biết được Ít Tâm Khang và tôi uống á, và đồng thời là cái 8 cái hộp đầu ấy, thì chưa có cải thiện gì mấy, nhưng cái hộp thứ 9 á bắt đầu là cái trái tim làm như là nó khỏe lại. Rồi nó khỏe, mình thấy người nó yêu đời kia, mình không có còn nghĩ bậy bạ nữa. Chứ hồi lúc mà chưa uống Ít Tâm Khang đó thì đầu óc tôi nghĩ tùm lum, mà nghĩ coi như là giái trời cho nó đột quỵ một cái đi luôn cho rồi đó, là ý là vậy. Nhưng mà khi mà tôi uống Ít Tâm Khang rồi, mình thấy cái trái tim mình nó được cải thiện, và đồng thời thấy người nó khỏe nhiều, phì động mạch chủ nó cũng giảm bớt luôn đó. Chỉ có khi nào mà tôi khiêng đồ nặng, nó nặng mà không, mình nói là không phải là nặng, khoảng nặng quá rồi, nặng khoảng chừng tỷ dụ 10 kg 20 kg gì đó, thì đi khoảng cỡ 5-10 thước đó là mệt, nhưng mà mệt chứ không đến như hồi xưa nữa. Nói chung ra uống Ít Tâm Khang rồi là những cái bệnh khác hầu như là nó cũng giảm theo cái bệnh tim luôn đó. Nhưng mà chỉ có cái thằng huyết áp á thì nó cũng giảm, nhưng mà nó không hồi xưa thì tôi bị nhức đầu. Nhưng mà từ ngày uống Ít Tâm Khang, nói thẳng ra bây giờ từ ngày uống Ít Tâm Khang đến giờ là hầu như các bệnh 10% nó giảm hết, là coi như là được phân nửa. Còn trái tim cũng vậy, trái tim thì được 80%, thì những bệnh khác thì coi như là nó giảm hơn phân nửa, vậy đó.
hồi xưa tôi bị cái bệnh tim này nó hành là tôi xuống 10 kg, đồng thời da dẻ xanh xao mà hốc hác chứ không phải được hồng hào như bây giờ đâu đó. Thì cái ngày hôm nay mà tôi được như vậy là nhờ Ích Tâm Khang. Nhìn đôi chân thoăn thoắt của anh Thành hàng ngày vẫn đi xuống cầu thang và tập thể dục, ai cũng mừng cho anh đã có sức khỏe, chức năng tim hồi phục và giúp anh trở về với cuộc sống đời thường. Chẳng ai có thể nghĩ rằng anh đã từng là một bệnh nhân tim mạch nặng.